Chào tập thể các bác yêu Lan nhé. Hôm nay em mình lên một số những giỏ lan ở tại vườn nha, để gửi tới các bác yêu Lan trên toàn quốc. Giỏ đầu tiên giới thiệu bác là giỏ phi điệp tím, mã số D16, 250.000 đồng. Một giỏ này hoa rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái này có mặt hoa rồi các bác nhé. Mặt hoa em sẽ để trên tiêu đề. Mã số D16, 250.000 đồng. Một giỏ kỳ luôn này các bác này. Các bác nào muốn một giỏ to thì làm giỏ này về sang năm nó tua ra như thế này rất là đẹp luôn. D16 250.000 đồng phi điệp tím. Giỏ phi điệp tím tiếp theo D17, giỏ này 550.000 đồng. Giỏ này thì quá mướt rồi các bác này. Đôi 4 6 8 10. 10 thân dài chưa kể thân ngắn các bác nhá. 10 thân dài chưa kể thân ngắn. Một giỏ này rất là nguyên một dề luôn. D17 550.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một số mã da báo. Dòng da báo này hoa cực thơm luôn các bạn. D12 150.000 đồng. Da báo các bác nhá. Dòng da báo thì hoa rất là bền luôn. Hoa chơi tầm 2 tháng. D12 150.000 đồng ra bảng số nào. Giá báo tiếp theo D13 ở đây 170.000 đồng. D13 170.000 đồng. Như này các bác nhá. Đôi 4 6 cây. Vừa to vừa bé 6 cây các bạn. Tiếp tục một giỏ giá báo là mã số D14, giỏ này 180.000 đồng. D14, 180.000 đồng ra báo. Nó như thế này các bác nhé. Đôi 4, 6 cây. Hàng đã thuần rồi. Tiếp tục một giỏ ra báo, mã số D15, giỏ này 200.000 đồng các bác nhé. Ghép trên một khúc cây như thế này các bác nhé. Như thế này các bác nhé. D15 200.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một số mã hoa lan chuỗi ngọc, mã số D21 200.000 đồng. Cái dòng chuỗi ngọc thì hoa cực đẹp các bạn. Và hoa rất là bền các bác nhá. D21 200.000 đồng chuỗi ngọc các bác nhá. Một giỏ chuỗi ngọc tiếp theo D20. Giỏ này 180.000 đồng. D20 180.000 đồng. Chuỗi ngọc. Tiếp theo lên các bác một số mã cáo Lai Châu. D18. Một giỏ cáo như này các bác nhé. Rất là chất luôn. Lá càng bóng luôn các bác này. Cây này rất là chất các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. Đôi 4. 5. Cả lon nữa 6. 6 cặp lá các bác nhé. Cây đẹp như này. D18 350.000 đồng. Cáo Lai Châu các bác nhé. Cáo tác phẩm các bạn. D19 350.000 đồng. Đây các bác xem bản lá này. Đôi 4 5. 4 5. Cái này hỏng mất cái lá gốc này rồi. Hai lá gốc này thì thôi không tính nữa. D19 350.000 đồng cáo Lai Châu các bác nhé. Để các bác xem cái lá của nó rất là chất như này. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ như này nữa các bác nhé. Giỏ này có 3 cây. Ghép gỗ lũa này. Giỏ này gọi là cáo không số các bác nhá. Giỏ này 400.000 đồng ạ. Cáo không số 400.000 đồng. Các bác xem này. Lá chỉ thiên các bác nhá. Tiếp theo mời các bác đến một số mã giáng hương tam bảo sắc, hàng lá xếp các bác nhá. Hàng lá xếp rụt, cái này có
1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây xếp hàng như thế này các bác nhé. Đấy, lá rất là xếp. Cái dòng lá xếp này thì hoa rất là sai luôn các bạn. Hoa rất là sai. Tam bảo sắc D2 250.000 đồng. D2 250.000 đồng. Giá hơn tam bảo sắc. Tiếp theo vẫn là tam bảo sắc mã số D1. Vỏ này 280.000 đồng. Vỏ này thì cây cực xếp được các bác này. Các bác xem cái cây thì nó xếp như này này. Nó rất là xếp luôn. Cũng là 5 cây các bác nhá. 5 cây. D1 280.000 đồng, giá hương tam bảo sắc. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ tam bảo sắc như này nữa bác nhá. D5 280.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc D5 280.000 đồng. Thuần rất là lâu rồi các bác. Như này nhé các bác nhá. Tiếp tục vẫn là tam bảo sắc mã số D3, giỏ này cũng 280.000 đồng. D3 280.000 đồng, giá hương tam bảo sắc. Đấy, toàn là hàng lá xếp rồi các bác. To như này các bác nhá. D3 280.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo D4. Giỏ này thì đẹp hơn này các bác này, đẹp hơn này. D4 300.000 đồng, giá hương tam bảo sắc. D4 300.000 đồng. D6. Bỏ lại cây này lá xếp như này các bác này. D6 280.000 đồng, giá hương tam bảo sắc. Tam bảo sắc Lai Châu các bác nhá, hàng thân lá rất là sạch này. Lá rất là xếp này các bác này. Cái dòng lá xếp này thì hoa sai hơn các bác. D6 280.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một giỏ đùi gà tròn Lai Châu. D11 giỏ này 400.000 đồng các bác nhá. Đùi gà tròn Lai Châu. Hàng ươm kỳ này các bác. Thân lá rất là mướt. D11 400.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu ạ. Tiếp theo đây các bác một số mã kiều vàng mã số D8 320.000 đồng, kiều vàng. Hàng đã thuần chắc chắn thế này các bác nhá. Dễ trắng hết bên trong này. D8 320.000 đồng. Cái dòng kiều này hoa cực đẹp luôn các bạn. Hoa như là hoa lồng đèn đấy. D8 320.000 đồng kiều vàng các bác nhá. Một giỏ kiều vàng tiếp theo D7 giỏ này 280.000 đồng. Kiều vàng D7 280.000 đồng. Hàng đã thuần rồi các bác nhá. Tiếp theo một giỏ kiều vàng như này các bác nhá. D9 giỏ này 350.000 đồng các bác nhá. D9 350.000 đồng. Bộ rễ của nó rất là đẹp rồi. D9 350.000 đồng kiều vàng. Tiếp theo lên các bác một giỏ kiều vàng này, giỏ này thì thân lá mướt mượt mượt này. D10 giỏ lấy 500.000 đồng. Kiều vàng D10 500.000 đồng. Toàn thân tơ đấy các bạn. Giỏ này ra hoa thì thôi rồi. D10 500.000 đồng kiều vàng. Hàng đã thuần ok rồi. Toàn thân tơ. Nên là giá là rất là hợp lý các bạn nhá. D10 500.000 đồng kiều vàng các bạn nhá. Theo nên các bác một số mã đuôi chồn mã số D23 giỏ này 320.000 đồng đuôi chồn. Giỏ này có 3 này, 6 9 12 13 14 cây. D23 320.000 đồng đuôi chồn các bác nhá. Độ thuần của nó thì các bác yên tâm rồi. D23 320.000 đồng đuôi chồn.
Một giỏ trộn tiếp theo D22. Giỏ này cũng 320.000 đồng. Giỏ này cây khá là đẹp này. 3, 6, 9. 3, 6, 9, 10, 11 cây. Giỏ này ít cây hơn nhưng cây đẹp hơn các nhá. D22 320.000 đồng vui trộn ạ. D22 320.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ siêu VIP này các bác nhá. Một giỏ trồn không số này các bác nhá. Cực khủng luôn. Hàng lá xếp cây đẹp. Giỏ này là giỏ gọi là giỏ không số và trồn không số các bác nhá. Giỏ này các bác nào yêu 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng trồn không số ạ. Đẹp như này các bác nhá. Một tác phẩm luôn, đẹp. Lặng quá em không đếm được bao nhiêu cây các bạn. Vâng, vừa rồi là những giỏ lan cuối cùng trong video nhà em ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video và hẹn các bác vào ngày mai.